Daniel, Miss Grant. Miss Grant 2021 đang là cuộc thi sắc đẹp nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh những phần thi với trang phục lộng lẫy của các thí sinh, thì những khoảnh khắc hậu trường cũng khiến fan thích thú. Đặc biệt trong hầu hết những clip hậu trường được chia sẻ gần đây, đại diện đến từ Hong Kong đã chiếm quá nhiều spotlight vì sự hài hước của mình. Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh các thí sinh đang cùng nhau nhảy theo nhạc đã thu hút sự chú ý của dân mạng. Tuy nhiên một lần nữa, Miss Grant Hong Kong lại là người chiếm sóng khi xuất hiện với điệu nhảy hết sức bá đạo. Ban đầu, cô nàng quấn quýt lấy cây cột để thể hiện các động tác pole dance, nhưng chưa được bao lâu thì đã chuyển sang quẩy hết mình với những điệu nhảy tự chế. Những thí sinh khác trước màn thể hiện của đại diện Hong Kong cũng không thể nhịn cười, liên tục cổ vũ cho cô nàng. Phía dưới đoạn clip, rất nhiều bình luận khen ngợi sự hài hước của đại diện Hong Kong. Có thể thấy được rằng cô nàng hiện đang có sức ảnh hưởng khá tốt trên social nhờ nguồn năng lượng tích cực đem lại. Ngoài ra, một số dân mạng còn đặt giả thuyết rằng có thể đây chỉ là kịch bản được cô nàng sử dụng, còn khi lên sân khấu thì toàn bộ skill được tung ra có thể khiến ai cũng phải giật mình.